Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác y tế nhằm đảm bảo đủ phương tiện dự phòng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị y tế ngành xây dựng triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế, phân công trực 24/24 giờ đối với lãnh đạo và nhân viên của đơn vị theo quy định, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, có kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ thuốc, triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu trong dịp Tết.